cái nghị quyết cũng có thể nói được hết, mà chỉ bằng thông qua những câu chuyện, thông qua kể những câu chuyện này, những câu chuyện kia, mình kết nối những cái tấm gương mà thành đạt, thành công từ cái sự nghèo khó. Và mình phân tích tại sao là như vậy, tại sao là vậy, thì bà con họ. Còn bây giờ cái sự thay đổi, người ta nói là đứng theo đơn vị ngày, đơn vị giờ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng 4.0, cái đặc trưng nó là có thể biến những điều không thể thành những điều có thể. Đó là đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tức là chúng ta đừng có cố hữu những cái gì, những cái mà nó đã của cái hôm qua. Nó thay đổi, nó vận động nhanh vô cùng. Những khái niệm, những phạm trù nhiều khi nó phải được đặt ra ở trong một cái bối cảnh mới, cho chúng ta không mà nhai đi nhai lại những cái mà chúng ta tưởng rằng nó là bất biến. Đó, cái cuộc đặc điểm chúng ta biến những điều không thể mà thành những điều có thể mà, đúng không? Thành ra bây giờ cách mấy chục năm bắt đầu nói ai không học là lùi. Mà bây giờ thì chúng ta không học là chúng ta lại càng lùi xa hơn nữa. Bởi vì bây giờ cái nhịp độ thay đổi nó nhanh, thay đổi nhanh tới mức độ là người ta nói rằng cái mới nó chưa kịp định hình thì nó đã có cái mới hơn nữa, nó ra đời được rồi. Nó nhanh. Đó. Như vậy thì chúng ta mà chấp nhận cái mà nó, cái của ngày hôm qua, cái chúng ta đã học, nghĩa là chúng ta thiên hạ người ta đã đi xa rồi. Thật ra mà người lãnh đạo là cái người phải theo kịp, không có thể, nếu không bằng thì ít nhất cũng không đừng bỏ, bị sự bỏ quá xa cái sự thay với cái nhịp độ thay đổi của cái giá trị nó. Mặc dù anh không thể là không biết sâu, đúng không? Không phải là chuyên ngành sâu, nhưng mà anh hiểu cái mà tôi nói, cái những cái giá trị của những cái kiến thức mới, những cái ý tưởng mới đó, thì là chúng ta nghe nó nói là chúng ta học đẩy nó lên, tạo cái điều kiện để đẩy cái nó lên, bởi cái đó là cái xã hội người ta vận động, chứ chúng ta không phải là giật một cái làn ranh để mà chúng ta kìm hãm cái sự phát triển của xã hội, mà chúng ta cũng không kìm được. Mà lúc đó chẳng thà là chúng ta hình dung như vậy để chúng ta đưa cái những cái sự thay đổi nó đi vào một cái quỹ đạo, đi vào một quỹ đạo theo đúng cái sự định hướng lãnh đạo của Đảng, thì đó, như vậy thì mỗi cán bộ đảng viên hay cả các cấp cũng phải ý thức được rằng cái học, cái chuyện học là cái chuyện mà nó không phải để lấy cái bằng cấp này bằng cấp kia để được như vật chức vụ này như vật chức vụ kia, mà học là cho chính chúng ta.